Học sinh lớp 3 làm toán 6 x 4 bằng 24 bị cô giáo chấm sai, nghe lý do khiến ai cũng tranh cãi. Theo đó, đề bài toán có nội dung: hàng ngày cô ba lái đò chở các bạn qua sông đi học. Sáng nay cô ba chở 6 chuyến đò, mỗi chuyến có 4 bạn. Hỏi sáng nay cô ba chở bao nhiêu bạn qua sông? Bên dưới bài giải, học sinh cẩn thận ghi đáp án số bạn nhỏ được cô ba chở qua sông là 6 x 4 bằng 24 bạn nhỏ. Tuy nhiên, câu trả lời này bị đánh dấu sai, khiến phụ huynh không khỏi hoang mang. Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra khó hiểu, khẳng định cô giáo đã nhầm lẫn vì kết quả này không thể sai. Phụ huynh của học sinh lớp 3 trên ở một trường tiểu học tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã đăng bài toán của con lên mạng và nhờ mọi người lý giải vì sao kết quả 6 x 4 bằng 24 lại sai. Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt phép tính 6 x 4 hay 4 x 6 bằng 24 thì vẫn như nhau vì phép nhân có tính chất giao hoán, miễn sao ra kết quả đúng là được. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng kết quả bài thì không sai, nhưng sai về ý nghĩa toán học, sai bản chất của phép nhân vì hoán vị chỉ sử dụng cho học sinh lớp 4 trở lên, còn ở lớp 3 trở xuống thì phải đặt là 4 x 6 bằng 24, tức nghĩa 4 được lấy 6 lần chứ không phải 6 được lấy 4 lần. Một số khác lại phê bình giáo viên quá cứng nhắc. Trong trường hợp này, giáo viên ghi sai sẽ gây hiểu nhầm cho phụ huynh và đến học sinh cũng không biết mình sai ở đâu để sửa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.